chặn lại rồi chặn lại chặn lại chặn 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 sao buông đi buông xuống dây này rồi chèo lên chặn đủ khỏe cứ chặn lại rồi chèo lên chặn trời chết không mẹ mình lo mình quay chuột rồi nuôi mình lo mình quay mình cứ rủ mẹ không có chịu chặn nó chặn là bỏ cái chèo thuốc sao đó. Rồi người ta lui nó dừng lại biết bao nhiêu lần này hả chạy dính đó thường tôi không chặn chạy chạy giờ dính để rồi tôi chặn cái gì à, xấu là tôi chịu không à, cái gì à sư phụ ơi hôm qua đi nhậu uống ba cái bia hả sao cũng đi ba cái bia nó vậy nên gì vậy mà cái quần nó ướt nhẹp hả ướt quá xong xong làm gì kể tôi không được hỏi vậy đó hả ừ. Hồi nãy ướt đẹp chưa rồi biết chú sáu xuống sao chú sáu làm gì à anh em nhớ để lại bình luận nha để bình luận sao đi để bình luận sao đi nó có cái cặp mắt nước có thấy cua bò dưới á rồi nó nhảy xuống nó bắt mà nhờ lần nào bắt cung hụt chứ vậy hả chứ bụng ờ dạ mới chài chị chúc chị vui buổi sáng luôn xinh đẹp nha rồi chào nghe thấy không thấy bả ngon không mà tôi phèn gì thấy không thấy mà thấy bả ngon không tôi phèn gì đây nè thấy khán giả thấy chưa đi đâu ạ à? ghé nhà đi đâu ạ à? Lấy thuốc gì lấy thuốc xung hả sư phụ lên uống thuốc rồi giờ chú sáu rồi sáng giờ có uống thuốc sổ chưa chưa không có cho sổ vậy không có cho nó sổ à, hôm nay mà cho sổ mà phóng xong nữa là quay nữa nghe đây là chạy dùm vòm sáng nghe cả nhà anh em sư phụ lên uống những thuốc những gì cái gì huyết áp sư phụ ông uống nhiều thuốc rồi ông xuống rồi thầy trò lên đường chiến đây là ngã ba Vàm Sáng Phong Điền mình á Điệp ở cũng gần đây cách đây cũng khoảng 500-600 mét nè cái đường đi vô đây nè cái đường đó thì đi lên Phong Điền cầu tay đô còn là chỗ về đây á thì về xuống Kiên Giang rồi đó dòng Viền Kiên Giang rồi đó. Rồi giờ lên đường thôi gì mới đây quốc rồi hả bộ rồi lên đường nghe ra nghe cả nha nhiều bánh sắt rồi nhóng nhóng nhẹ nhẹ rồi vô đây lui 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 hơi hơi nhóng đây nhóng nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ thôi còn không mắc không từ từ
mà bắt không? Không, lui lui sao? Lui lui đi sao luôn. Dính dính mép. Ờ. Không. Đừng gắt dài nha. Ừ. Có đậm không? Hả? Cá có đậm không? Cá có đâm không? Có. Trời ơi. Dạ. Rồi gan con bành kia rồi. Sao mà kỳ phủ? Hả? Lũng lỗ nè. Không hay. Trời ơi, nó đâm tực 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 tực. Ôi mắt tè. Trời ơi, tức á. Chào chị. Dạ, mới chào chị. Chúc chị vui buổi sáng luôn xinh đẹp nha. Có coi còn không, lui lui sao hết biết cái vô bự ra xếp chài rồi phụ ơi, lên đi thôi, thôi được rồi, còn cá lắm đi cá này. Ừ, ôi nó lên chăng cái vụ mình từ lộn nhóng lên sao luôn ơi, tắp cái gì vậy hả? Chết rồi, cái gì? Thất bại rồi. Trời ơi, chạy xuống dưới chân này. Lấy mẹ rồi. Chết rồi. Trời ơi. Chết rồi. Vừa. Chết luôn rồi. Kéo lên luôn thất đi. Thất bại rồi. Ôi còn. Chết rồi. Ôi. Ôi, mới chết mẹ rồi. Ôi, thất bại quá. Vô tàu vừa cả nhà. Dạ, vậy đó chị. Ôi, dở quá. Đây. Ngon cả nhà. Thất bại thiệt trời. Đã rồi. Cái dầu đếm. Nó có nút đếm. Nhóng lên. Em đi rồi, em không có đem cơm đeo rồi. Lỡ em canh đây, em chài rồi. Chưa xin chị bố cơm chưa ha. Được không chị? Nha, chị em xin bữa cơm chưa cho ba thầy trò ha. Rồi vậy là Việt Minh Hinh là đồng ý rồi đó nghe chị. Chị cười là chị chịu à. Tức nghe là vui vẻ rồi. Là chịu rồi đó nghe. Rồi. Chị hứa rồi. Giờ rồi sư phụ có ăn cơm không không biết. Ờ mình có cá nè. Ờ hùng chứ có gì đâu. Ừ. Ừ giống hệt như là cái câu nói này là nói vui nè nghe nha. Giống quá trời. Giống hệt như là anh có cờ mà em có lờ, hai đứa mình cùng đờ, là giống như là anh có cờ là củi nghe nha, em có lờ là lửa nghe, hai đứa mình cùng đờ là đốt, đúng không phụ? Ý nghĩa đàng hoàng chứ. Đó, là anh có cá rồi em có cơm chiên xào xào. Hay quá, có dù đếm mà chạy vô mà. Cá nè, bữa nãy không có dính được vài con mà nó dính cái tàu dừa. Rồi thôi đi, ăn ngắt máy nghe nhà ơi. Vụ chài một cái rồi chạy tiếp theo quay cho nhà xem. Nói chung là đi chài nhiều khi anh em có nhớ để lại bình luận nha. Anh em thì đi chài ở dưới sông gặp phụ nữ trên bờ cũng vui vẻ đó. Rồi trò chuyện cái đó là gọi là cởi mở nhau. Trời ơi, mày xích ra giùm tao của số lùng. Đi lũ như tăng chỗ này vậy trời. Để canh nào có cá ục nữa mà quay cho tôi dì chú bác anh chị em xem. Thôi cho ra số lùng ơi. Chạy này ra sông lớn rồi cả nhà ơi. Chạy kiếm cá trắng kìa, cá linh kìa. Chặn lại. Chặn lại. Lên quá đụng mắt đấy. Thì chắc là có mà. Đứng coi. Thấy mới cái linh coi. Quất luôn. Quất trái nổi đó là. Trời ơi, từ đây đi ra ngoài khoảng 30-40 m à. Lặn à. Quả trời cá rồi. Ngoài đó là có cá linh đó. Đó, có cá cóc. Cá linh nghe nè, có nghe nhiều hay ít thôi chứ có nhóc ở trên nè. Đó.
chung là ca cái linh con cũng không có cái linh nó cũng không có con bự nha, con ba lớn gì là kho là ăn là ngon rồi. Trời, bữa giờ tôi chiên nó đã không ơi. Hả? Bữa giờ tôi chiên cái cắm mắm gừng ăn nó đã. Linh này là cá cốc cày à? Không có. Ờ, cái cốc luôn. Cốc luôn. Cốc luôn chứ không phải cốc cày. Tròn. Cũng được vài con ở nhà ơi, còn đó con cá linh nữa. Đâu mà rồi mới đưa vô tới trong này mà quay dữ vậy trời. Ôi trời, quay. Cái thằng đệ tử này. Ôi, cái thằng này láo thiệt. Quay cái một mít đâu, cái một mít. Ờ, đây là đệ tử quay cái con cá này nè. Sư phụ nói là quay cái gì rồi. Cái thằng này nó nhỏ cho nó khi khọt lắm mấy ông ơi. Anh em nhớ lại để lại bình luận nha. Như vụ nói là đẹp khỉ gọt hay đẹp không có khỉ. Khỉ gọt đâu, đẹp chắc là gắn mắt rồi. Nó không có khỉ mà nó leo được bằng này xuống. Quên. Nói đây đây là ghê quên. Chạy chạy vô dạ lục bình xe đó nha. Rồi chặn sao. Im. Có là dính nè. Dính đó rồi, nó ngay đó. Dính như nhánh trà kìa. Không có trà. Vô đi. Rồi lưu đại ra xong rồi sao được. Cạn. Trà không. Nếu gồng sát kìa nó xuống kìa, ra là sung chài mấy ham, chính cái ô phi đồ. Con phê. Con cá gì đâm hả? Có con cá gì đâm hả? Có đâm không? Có. Giống như thề, giống như sáo đi, không có chặt cái đầu tôi. Chặt cái đầu mày rồi mai mốt rồi là ai đi chạy tao? Trời, dính cây rồi. Con cá à, hay ha. Con cá. Con ghê thì chú sao hay quá sao ơi. Con ở luôn. Nhà ở trong mé. Đi về nhà. Bên đây nữa à. Bên đây nữa nè cả nhà ơi. U bên đây quá trời luôn nè. Hai con hả? Một con, hai con, cái này ba con. Năm con. Dài cũng được 5-6 mấy con gì rồi được rồi cả nha. Gì là ngon rồi. Cá này mà gì không kho ấy nha. Đẹp. Hả? Cá đó mà về kho ấy nó đã lắm rồi, cá bơ lớn thôi. Kho mà. Mà áp súc á. Rồi áp súc hả? Cá này. Bây giờ tôi phải cá này nè. Cá tí tí à. Hả? Nhỏ vậy cá này mình kho lạc cũng ăn cũng ngon nè cả nhà. Gì? Kho lạc cái đầu có trái bắt đồ nặng vô với có trái ớt ha, dầm cá vô cái ha. Có ăn sống ăn được thôi. Vậy? Cá này tôi chỉ có ăn sống ăn được thôi chứ chín không làm nào ngon chứ. Ngộ vậy. Phải không? Phải. Ăn sống là ăn không được hả? Ăn không được rồi chứ làm chín cái nào cũng ngon chứ. Trời ơi. Chiên có đủ cua ngộ. Thôi được rồi, mai mốt tôi chỉ cho mày cái bài. Rồi vậy là chú Sáu chưa thấy ở Tây Bắc rồi. Gặp Tây Bắc hái ba con cá này ra nè, quất luôn, ngon lắm. Bữa nào mình chơi ăn cá nhảy bữa rồi mình đem chén ớt rồi đi theo nghe sư phụ. Đó là dưới cái nò đó hay không? Được giờ con cả nhà. Cái nò đó nó có mấy cái cây đó mình nhớ không? Dạ con hay dạ. Tuyệt vời. Yeah. Mấy anh chị người Tây á, nước ngoài trải nghiệm gì về Việt Nam. Ghiền lắm. Qua đây đi. Qua đây nè, à quay lại rồi. Mắc rồi, quay lại rồi. Anh Tây đó anh quay lại rồi. Thôi luôn mẹ đi. Trời quá trời kìa. Anh quay lại anh coi kéo rồi có cá không.
dính, bị dính dính trà nghe nha. Nếu có trà này mà không có trà là có cá. Tại vì nó bị dính với cái nhánh trà nè. Đó, có cá, cá linh. Gỡ nhánh trà này ra cái, tại vì không có để được trà được trên bờ nữa nha. Ủa ở bãi lộn, ở ở trên ghe nha, tại vì cái ghe đi chài á nên mình chứa trà. Trà dưới sông người ta chất, mình không nên lấy lên. Vậy? Trà dưới sông người ta chất. Hello. Lấy lên. Hello. Cá linh cái nha. Lại dính 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 trà rồi sư phụ nói là người ta cắt trà sao mình không được lấy lên là tội lỗi hả? Của... lấy lên là bị đòn. Muốn lấy lên bị đòn của người ta hả? Quá trời luôn. Tay thì biết nói Campuchia không? Tôi không biết nói Campuchia, tiếng Campuchia tôi nói Campuchia luôn. Anh là Pháp, anh là Pháp. Hả? Đức hả? Đức thua. Đức chạy. Quá trời cá linh luôn. Hay vậy? Là chọn bài cái bài đó đó. Ấy, ê, ê. Luffy quả gạn Luffy bự. Trời ơi. Làm hết ông kia tự nhiên mà ba thầy trò cùng chung một lúc luôn. Ê. Thôi, mắc cà mẹ nó rồi. Xuống gom đi. Thôi được rồi. Vừa túi rồi, trời ơi, con cá bự lắm. Ở đó, tốt nha, phụ ơi, có cá Vinh nữa. Đây, cá Vinh, cá cóc. Trời ơi, ôi, nhánh trà rồi. Vô rồi. Vô rồi. Cá Vô Phi, vô rồi. Tiếp ở đây, để tử cầm cho. Rồi, lụm. Đó. Vậy đó. Vị ơi, cá Vô Phi to lắm. Cá to lắm. Đó mà cái dĩa hột xoài. Nữa hả? Tạt nước này ra một cái coi. Thấy con cá. Không hết rồi. Nãy phụ chài rồi để tự lụm rồi. Chài sao? To lắm á. Con này cỡ khoảng 150 gram không? Cái giá tẻ. Cái gì? Nửa ký cho mày ký cho không hả? Ủa. Cá đã nghe mày nè. Biết không? Chà bá luôn á. Nằm hết màn hình luôn nè. Cô gì chú bác anh chị em nào mà xem cái tivi là mà màn hình phẳng á là nằm hết cái màn hình nha. Đó. Có thấy không? Xem điện thoại thì thôi nằm hết luôn. Quá đã. Cái này mà phải qua ngoài gạch đẹp thung á. Được xác. Nó nói là phải có cái kính mà hiển vi mà ta phóng đại á. Ta phóng ra nó mới hết cái màn hình. Trời này cũng ngon cái nha. Được ngon. Ngon cái sột đi nha. Trời tôi có con nào vô. Trời ơi. Cứng đầu cứng cổ. Ê coi chừng nha. Năng niu bằng bàn trăng Việt. Ôi ôi dính chữ không ngại ơi. Cái này là tôi nói ông thấy đó cái cóc dính linh đây là chung là sao còn nào dính chữ nữa này nha. Xúc vô gào nó xúc vô cho cô nước đây
ngon ngon ngon. Lắm rồi. Chặn lại. Chặn lại. Chặn lại, chúng ta coi. Tôi chặn. Trời trời dính để rồi tôi chặn. Cái gì à, xấu là tôi chịu không? À, cái gì à, sư phụ ơi, nay nói gì? Cái gì cái mà lối mòn vậy? Hả? Cái nọc nhổ không nổi. Đúng nói cái nọc này đủ nào nhổ mà. Tiếng quan tôi chịu người lối mòn ai đi? Lắm. Dở mùng dở chiếu hết. Méo ăn cơm. Cái gì? Lui. Chưa có xếp gì chứ. Trời méo ăn tôm trời tròn ăn cá. Rồi, cái này lụm tôm coi. Có tôm không? Không có tôm có cá nha. Nhìn giỏi mụn một hồi nó chạy mẹ nó thì con thích gì. Nó để cá linh luôn nhiều lắm. Cá linh, cá mì dinh. Nó bị dính ở trên. Dinh có cá linh rồi, để theo quốc cho cả nhà xem. Trắng hết ta, cá nó không có bự nha, cá linh con cũng cái này ngon này, ăn chiên ăn được vô luôn. Rồi, lên đường cả nhà. Phụ chài mà chú Sáu á, thì chú đứng đằng sau không à, mà chú ve không á, đó nghe khán giả cả nhà, mà mình mãi mà ướt nhẹp chứ nè. Đại tử quay từ cái nuôi quần để xuống ha. Hỏi chú Sáu là làm gì rồi, chú Sáu trả lời sao? Làm gì kể người ta. làm gì kể người ta. Đấy câu chuyện này cả nhà ơi. Trời ghê hả? Còn chưa cầm chài mà đi chài được. Chưa cầm chài mà chạy được nè. Rồi là biết cái chuyện Vinh, biết chiếc dòm thấy tới lòng đất chứ. Ghê không? Cái linh cái ấy nóc ở trên cả nhà ơi. Chú sát cái dạ, chú Sáu chèo nhóng lên đó cái đây rồi đi lại vậy. Gì vậy? Xuống sông làm gì kể tôi không được hỏi. Vậy đó hả?
Hồi nãy tôi chẹp cho ngài biết chú Sáu xuống sông, chú Sáu làm gì à? Anh em nhớ để đây bình luận nha. Để bình luận sao đi? Để bình luận sao đi? Nó có cái cặp mắt nước, có thấy cua bò dưới á. Rồi nó nhảy xuống nó bắt, mà nhờ lần nào bắt cũng hụt hết trơn. Vậy hả chú Bụ? Ờ. Đó. Quá im rồi nha. Này là dành phần của chú Sáu rồi, chú Sáu chú lại đây chú lụm dữ lắm à. Tay chân chú Sáu chộp vậy nè, nó chộp vậy nè. Nó chộp ghê lắm á. Quá im, trắng hết trơn. Cá nói chung con cũng không có được tự nha. Cá dảnh có rồi, cá linh có rồi, cá có cày có, cá mày dinh có. Bắt mày nhỏ nhỏ cho tôi chiên ở trong. Chiên hả? Ừ, phái này cá lưỡi nhỏ này lắm. Đó, như cá lưỡi trâu. Con mày thả bớt nè. Bắt mấy cá bự nghe nha, còn mấy cá nhỏ thả nha. À, đi đâu đi đi. À, cũng được rồi, lên đường để tiếp theo quay cho cô dì chú bác xem. Ngon 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 ngon. Ngày hôm qua đi nhậu uống 3 cái bia hả? Sao cũng thì ba cái bia nó vừa nên gì vậy mà cái quần nó ướt nhẹp hả? Ướt hoài. Rồi giờ sau này đó trời. Chặn lấy sắt. Rồi đứng đi đi. Chút chú mờ nè. Tay gì chỗ này à? Con cũng phải vừa nè. Con lọc gì nước đó thấy không? Ừ. Đầu nó kéo xuống rồi. Thôi khỏi đi cho nó trâu trâu từ từ từ. Thôi nó trâu xuống rồi. Rồi gãi rồi được rồi. Chặn lại nha, chặn lên quá mắc rồi. Chặn lại đi. Chặn lại nha. Chặn lại luôn 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 luôn. Chạy ra mắt rồi. Chạy này xù nhổ cây nọc luôn đi. Nhổ nổi không hả? Coi chừng kéo nó hỏng á. Cái linh nó giọt ra đó. Nhóng lên sao rồi? Nhóng lên. Không dính. Hập xuống. Lùi lùi sao? Lùi sao? Để con coi ra mắt chỗ nào. Lùi đẹp luôn đi. Nhổ không nổi rồi, cây này quá nặng rồi. Dạ hả? Lùi sao rồi? Lùi đi. Cầm gì đây, được có một cái gì bự bự, nó chì một cái, một con đã. Bực cái họ 2-3 kg rồi. Một cái rồi mà cắm đầu nha. Ừ. Dụ xuống. Bước bớt xuống này. Ghê huynh sủa huynh. Trời ơi. Ờ thấp mà, thấp rồi, đang nhóng rồi sao rồi? Thấp rồi. Hoài luôn. Ôi trời. Cho đọc mày nhổ vào đây coi. Không nổi. Không nổi hả? Cái linh nhỏ nhỏ nhiều. Không vào quá. Ở đâu giờ chứ xong mà có cá lóc nó nữa trời.
xây hết biết xây vậy nha. Rồi lộn gì vậy, lắp tắt gà dính nè, dính nè, cẩn thận đi, cẩn thận mà vô chài sư phụ mà ra nó nữa chứ cái lóc này nha. Nhiều cách bắt không phải xe rồi phải con chuyện thôi, chạy lên chảnh luôn nè mày. Chú sao? Chú sao? Phan, 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 phan. Cái gì? Bằng nó lo coi bằng của ông không? Hả? Ta nhỏ hơn. Yeah. Mà cầm cái máy nè, tuồn cái. Cái này của vô bộ hả? À, ở đó, lớn hơn chút rồi. Vậy đó. Lớn hơn nó nữa đó hả? Rồi, nhà cá của vô bộ luôn nuôi lớn hơn nữa. Ghê ơi, ông anh. Có nghe mà với điều kiện nó phải sừng nó phải đá bóng mới được nha. Cái gì? Nó phải sừng nó phải đá bóng nó mới bự nha. Dạ. Yeah. Có con cá này cả nhà. Ở dưới sông mà nó có cái lóc. Nào giờ chạy dưới sông này ít có dính cái lóc này lắm nghe nha. Trong kinh đồ hay trong gạch đồ ở dưới ruộng rồi thì có chứ sao sông lớn này sao mà có cá lóc được. Đâu mà hên. Tới công chuyện thiệt. Bởi vì mới có công chuyện nói nè. Vô. Gãi cái này là bao lặn nha anh em, bao cái cây cây trụ đó, bao vòng qua. Ồ không dính rồi. Chạy chạy chạy. Vụt luôn, đi vô nào. Kéo ra đi ra xong luôn coi. Tính gãi bao cây trụ này nè. Nó không dính vào trụ trong. Mà dính vào trụ trong bao luôn ngon quá. Hát nhạc quá cả nhà ơi. Cô chú vui hôm nay vui hát nhạc quá trời luôn, có phiến mãi nhạc nữa. À, dính rồi chú Sáu ơi, chèo chèo lên tắt máy cái. Quá ôi dữ rồi, thấy không? Sư phụ kéo cái chài lên cái cho đại tử ấy cái coi. Hả? Kéo chài lên cái coi, kéo rồi vũ gác xong một cái đi. Ừ. Trời ơi. Chài lên cái rồi về vũ gác luôn một cái coi. Quay mà cả nhà ơi. Vô rồi. Ha. Hát nhạc. Tới nữa rồi. Ôi ôi. Nhà. Trời ơi. Ê sư phụ ơi, nó rớt đi ra kìa sư phụ. Nó rớt kìa. Sao không? Bỏ vô liền. Nghe chứ sao giờ? Đã quá. Quá trời cá này. Mới đây là hả? Mày nuôi cái gì? Ừ. Trời luôn, lại gặp cái mí nồng. Bây giờ khoan nha. Chút xíu nữa lục bình nó xuống đây hen, là giải dưới này chùm luôn cây cầu luôn ở trong đó, quá trời luôn rồi, cá nè cả nhà. À, trời ơi động cái gì mà động không, mình chạy vòng vòng đi một hồi mà. Gờ quay lại trời, tao biết mà. Không biết nữa, chân tương thì ôi mái cam nó dính nước quá hay dữ lắm nè, con cá này sư phụ nói mái khoan sao được rồi chỉ không nha, lọc luôn nè, lạnh thiệt chứ. Cá nhỏ nghe thì anh em thả nghe nha, còn con cá này lâu lâu mới dính được con cá bự về ăn nghe nó nghe nha. Với cái loại cá nuôi hả? Nuôi hả? À về vụ có cái hồ đó. Ừ. Dạ. Rồi thôi tiếp theo nghe cả nhà ơi. Cô gì giờ chú bác hát nhạc nó quá trời. Tới nữa. Đấy nữa. Rồi, quất thụ ơi. Gãi chùm cây nào.
chùm luôn đi phụ. Quá im, hát nhạc quá rồi. Chùm nghe nọc luôn, quá ngon cả nhà ơi. Ôi ôi, nhờ sư phụ giật á, chết chạy nằm ngay chăn luôn, quá im. Ôi trời ơi, con cá nhảy. Gửi cái này sao chú Sáu xuống hay là đại tử đây? Thôi được rồi, để đi. Chị... xuống mà làm, không có làm gì đâu, không có tới đâu. Vậy xuống là không có tới đâu. Chú đi, không làm. Chú Sáu tới mà. Vậy thôi không quen hả? Chùm cái nọc cái chóp chài nằm trong đây luôn nè nha. Nè cái chóp chài nè, nằm trong cái tre luôn. Giữa luôn ông sư phụ canh hay quá. Để sư phụ gỡ ốp mới dính được cá bự quá, ngon quá. Giờ dắt sư phụ thả xuống cao cái hồ á, nuôi chơi, nuôi kiển. Gãi thức ăn á lội lên vàng vàng rồi ha, nhìn thấy đẹp. Xếp thì buông ra. Rồi, xuống đi. Rồi, xếp rồi. Bận mới cá rảnh nữa coi. Sâu lắm, lặng mà. Hả? Dị thủ. Chị phủ vô rồi, cá vô rồi nữa hả? Trời ơi, vô hàng khuẩn nghe nha. Đã nó văng rồi, kiểu này đây là được cặp về phụ thả vô trong cái hồ là nó đẹp lắm. Đi luôn, đi luôn rồi phụ hả phụ? Là thả vô trong cái hồ. Cái cá chép kia là cá chép vàng, còn cá chép này cá chép gì? Trắng hả? Tại nó văng nước nên đi đưa xa đó. Hết bị đảo rồi. Quá im luôn. Mất không? Không. Hả? Nhỏ quá. Có con rồi đó, mất không? Ở tụi bắt luôn. Đây con rồi mà. Đây là đứng dưới này nó lửa đó. Không biết 5-6 con thôi. Hé cái cho cả nhà xem nè. Cái này nè. Con này con bự trong đó là hơn 2 kg đây nha. Xuống dưới coi sao luôn. Xuống cho nhà. Xuống dưới trước đi, cái nào mà nói chỗ này dễ mà. Quá im. Mũi dưới đó luôn hả? Ấy da, sông tàu. Uống đủ chút xíu đi. Văng xong rồi. Quá trời phiếu mãi nhạc này. Có cá rảnh không? Lặng nãy giờ muốn bệnh luôn. Đó. Thì đỏ nữa nè. Trời ơi. Thôi thả bớt đi. Ăn cũng nữa rồi. Con đó đủ đủ tuổi hả? Đó. Con nào đủ tuổi thì bắt nghe nha. Đó. Thả. Đây còn đây nghe nha. Tại vì con nào đủ tuổi thì bắt. Những con thì nói chung là ăn được nhưng mà thả đi lại. Khi nào nó lớn bằng mấy con này thì sao? Bắt không? Bắt về hầm nuôi. Mấy gà để nó la. Quá đẹp. Xuống
vô cái. Năm nay nước giật xuống rồi cá chết cho mà coi nha. Chài này cái cá chưa xuống, cá xuống vậy chài này. Vịnh cái nhánh bự à. Buông 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 cho phụ, cho vịnh cái nhánh bự cái này. Rồi. Mấy cái cây trụ này tại mình không ốp, chứ mình ốp mấy cây trụ này là có chứ phụ. Cái vịnh cái vịnh vừa đó. Trời ơi, chào ga, chào ga. Chào ga. Trời ơi, miếng miệng không nội mẹ ơi, ghê vậy. Lên đi bận bận kìa. Vô. Bận mới coi, cái rảnh coi. À dạ. Trời ơi, cá gì vậy? Nó nữa hả? Không phải, con này con khác. Con này con khác. Khác. Ăn được thôi. Hả? Con này quất đi thôi. Cái gì? Quất đi. Trong giá vậy. Ờ. Quất. Quất đi. Mày quất phải không? Ờ. Quất cái vô. Gì vậy? Uống rồi mày. Rồi. Thả đi mày. Mày bự bự rồi hái. Ai? Gà. Nó đứng đứng này rồi chơi không ta? Chơi chơi à? Không được chơi rồi, rồi mai của nó mắc ở trong rồi, rồi không có máy lặn rồi sao? Chua lắm. Hai để cho nước rồng ngày mai. Được, nước này chưa có sát được đâu. Không sát thì ngày mai mình sẽ vô. Rồi bỏ đi rồi vịnh cái trên ở số bụng vịnh gì vào phân lên chú Sáu bay xuống vô kìa chú Sáu sư phụ ở đây à, lặn xuống nắm gì lên kìa bao cái sàn cả nhà anh em ơi. Ở sư phụ vô chú Sáu là đây chứ tôi này sâu dữ lắm sao lần này. Nào mày máng sao mà cái thùng dài lại mày đi hả? Ờ, hả? Vô đi máng vô trong xe khẹt này nha mở này nha vô kẻ này nè giờ thì mày vô mày máng cho nó đi mày giờ mày kéo vô trong xuống đây xuống đi xuống đi để cho vũ đẹp đó trong này thì cái tay kéo luôn. Rồi mới ủi trong cái sàn đó đó ra đó đó cái sàn của cái anh trai anh đẹp trai này nè đó anh cười có duyên lắm á có đồng tiền răng khểnh rồi đó mà coi coi anh xuống à anh nhìn coi kéo chài lên thôi coi hên không nha không hên là để thừa ảnh đó nha. Làm cái ầm một cái nữa coi. Có rồi. Quá trời. Trời khó bắt cá. Tôi về đâu coi em ơi, mệt quá trời. Vậy? Về đâu coi. Về dạ. Không có bác chính. Trời xem qua em ơi. Trời thơ này không có chép hai con bảo con. Chép quá vậy. Dạ. Không có anh em ơi. Vậy sư phụ đuối rồi coi vũ chài có chài đâu được nữa không chài không chài nữa là nghỉ. Quá trời cái gì đó nè cái này nè nó cả nhà ơi giờ sư phụ gì nè ông quay đâu có thấy hết đâu à hết đó đã không cười cái coi cắt được rồi dính được rồi hả quá đã nè em ơi đó này là chụp tấm hình thơm neo ngay nha cho làm kỷ niệm của sư phụ quá đã quả cũng được một mớ gì à được hai con cá bự cá bá luôn ôi cá đã anh em ơi con cá cô phi nè con cá cô phi này mà nướng đã lắm phụ nè đây cái gì cũng bắt đi bắt cá đi à.
Vậy sư phụ lấy cái gì bỏ hai cái rồi kìa. Thôi, kìa, nè, con cá này cho ông á. Con cá này số lùng. Gì vậy? Ừ, ăn cá bự đi, tôi bắt mấy cá nhỏ nhỏ rồi mà. Ủa, đã là cả nhà. Quá im không? Thành quả nói chung là gì đó. Bỏ ra đây đi, bắt mớ cá nhỏ rồi. Chú Sáu đi lại chú Sáu. Phải bắt cá chú Sáu. Lấy gỗ, bỏ gỗ ra tắt nước rồi mày đàng hoàng coi. Con nhỏ nhỏ là tụi chim. Ủa không, không bắt mấy con cá bự hả? Thôi, cho mấy ăn đi. Làm cái bánh chuột mà đi một tụng mẹ, bây giờ có ai rồi ăn. Dạ yeah. Chim, đổ ra ra. Nào nào, đi rửa đi cá. Đây. Muối để dần ăn được. Tầm dài, vài kilo cá trắng. Chỉ là mấy con cá kia nó dụng lên lại khoảng 4-5 kg là bó cả nha nha. Vừa cá trắng được khỏe luôn á. Ừ, không bắt cá gì nữa lượm bỏ nổi. Cái này xong rồi con cá kia 2 kg, kia 1 kg, 3 kg, 3 kg, 3 kg rưỡi cá kia. Dẫn cái dinh này ha. 3 kg rưỡi. Đây là cá ấy. Gì? Không bắt cái này vậy không nữa đi. 3 kg nữa nói chung là. Có mẹ đây rồi, con bắt để đây. 5-6 kg cá. Thì sư phụ ăn, còn cá nhỏ thì sư phụ cho mấy con cá ở ao của sư phụ á, hầm sư phụ nuôi á. Mấy cá nhỏ này là bắt về là cá mồi cho mấy cá lớn ăn. Cũng im. Cái gỗ kìa, lửa gì mà gỗ là gỗ. Lành, đi được mấy con cá chép này, mấy ngon là cả nhà ơi. Từ từ, không bắt cái này sao? Đó. Hả? Ngon không? Còn sống nữa cả nhà. Thả vô ao, im lắm. Cái linh cá cóc này ha. Mày lấy cái bọc mày coi. Quá đã. Đây đây. Mày đang ăn cá bự đi, cá nhỏ để ta. Quay. Rồi, thành quả của thầy trò như vậy cả nhà ơi. Điệp cũng gửi lời chi ăn chúc đến quý ông bà. Rồi mày nhiêu đi. Chú bác anh chị em á. Cá nhỏ để cho ba mình đi. Miền đất nước á. Mày bắt mớ cá. Tối có xem clip của Điệp luôn luôn giải và hạnh phúc nha. Thì cái phần cá này thì nói chung là cũng chia đi ra. Thầy mớ, trò mớ, chú Sáu mớ. Đó. Rồi giờ Điệp chúc cho cả nhà mình ngày mới luôn luôn giải hạnh phúc nha. Thì cả nhà đừng quên để cho Điệp xin một like nha. Rồi cả nhà cũng để lại dưới video bình luận cho Điệp nha. Và cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ và xem clip nha. Điệp bye bye cô dì chú bác anh chị nha. Điệp bye bye. Để con cá là được nhiều, cá là từ 2 kg á. Dạ. 1 kg ăn lên. Rồi chú Sáu. Chào khán giả cả nhà này nè chú Sáu ơi. Chào khán giả cả nhà. Rồi cái ra có cho có mùa mùa sân chứ. Để cái sao nè. Này để cái cầm dưới đi. Nó nhảy vô nó không sao. Cái căn bao nhiêu ký đây? 2 kg. Ồ má gần 3 kg, 2 kg 8. 2 kg 8. Thả nữa 5-6 con rồi. Thả ơi. Rồi. Thả 5-6 con. Quá trời luôn. Thả cái đỏ không có 5 dữ vậy hả? Ừ. Trời ơi, trời. Quay im. Đó. Ở này ít cá nhỏ ha. Con cá đó mà 2 kg mấy hả? 8. Trời ơi. 2 kg mấy cá bự. Hay nó lạnh á. Ơi. Quá là trời đã rồi. Bây giờ sư phụ chào khán giả kìa. Ở đây. Đắp vô đây qua. Rồi bọc cá của chú Sáu đâu rồi? Bỏ cái này à. Hả? Đây em. Về chổng hả chào chứ về chào hoài vậy trời chào hoài. Rồi chào khán giả đi đẹp đệ tử up video đang kết thúc luôn. Rồi, chào nghe. Thấy không thấy bả ngon không mà tôi phèn gì. Thấy không thấy mà thấy bả ngon không? Tôi phèn gì đây nè. Thấy khán giả thấy chưa? Rồi. Đi đáp chuyện thôi. Rồi. Rồi xuống vậy đó. Rồi để bóp bóp máy nha nhà. Hẹn nhà clip tiếp theo nha.